Dạ rồi nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Chúc cả nhà mình xem tin vui vẻ luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị khủng vip luôn nha cả nhà. Đó, cây này cây đã sống khỏe rồi, cây quái nha. À, chân đế rễ nôm luôn. Cây này có mã số là 682, 682 nha. Cây này có tổng có cái hoành chỗ đây nha. Hoành cái thân này đo được là 39 nè. Cái hoành cái thân này đo được là 30 nè. Cái hoành lớn đây nha. Hoành thân lớn đây đo được là 68. Cây cao đến đầu thân chính đây nha. Là 105. Cao 105 nha. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 64. Chậu nuôi lọt lòng 64 nha. Thì cái cây này mà khi mà giao lưu được á, nhà vườn sẽ sen qua một cái chậu nhựa lớn nha, để mà gửi đi nó an toàn hơn. Đó. Rồi cây này thì cũng nếu nhà mình kết thì cứ inbox cho nhà vườn theo số điện thoại là 0889 244 699 luôn nha. Đó, để mà được cái giá tốt nhất luôn. Tại vì nó cũng tùy thuộc vào cái phí ship của từng nơi á. Đó, gần thì khác, xa thì khác. Ví dụ gần thì mình gửi luôn cái chậu này luôn, mình cặp xe thôi. Còn nếu mà xa thì buộc mình nó tháo chậu và mình sẽ sang qua cái chậu nhựa, nó sẽ an toàn hơn. Đó. Rồi em đi qua phía sau này, em quay cho khán giả mình xem nha. Cây này thùng lâu rồi đó nha. Mã số là 682 nha. 682. Mình xem tham khảo nha. Mình sợ nó ngã cho nên mình lấy cục đá này mình chắn lại thôi. Cái này là ở phía mặt phía sau. Rồi em ra lại mặt phía trước đi. Đó, rồi lũ này. Đó. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Theo số điện thoại là 0889 244 699 luôn nha.